Giảng cái dạng toán này nha. Thế còn ba câu còn lại thì để buổi sau thì chữa tiếp. Ba câu này nó cũng không phải quan trọng lắm. Đây, thầy bổ sung bài toán. Bài toán liên quan đến cái tỉ khối hơi, liên quan đến M trung bình và yêu cầu tính phần trăm mỗi khí trong hỗn hợp. Cái bài chính bài Linh Vân vừa hỏi đấy, thì thầy sẽ giảng cụ thể. Trước hết thầy sẽ giảng cho các em thế nào là tỉ khối hơi đã. Tỉ khối hơi nó cực kỳ đơn giản thôi các em ạ. Các em ghi chép sau đó thầy hướng dẫn tiếp. Tỉ khối hơi nó rất đơn giản thôi. Người ta ký hiệu này, tỉ khối hơi là khí của khí A so với khí B nhá. D đọc là tỉ khối hơi của khí A so với khí B. Tỉ khối chính là tỉ số về khối lượng. Tức là sẽ bằng M lớn của A trên gì? M lớn của B, thế thôi. Đấy, thì ví dụ tỉ khối hơi của D của oxy so với hydro thì bằng cái gì? M lớn của O2 trên M lớn của H2. Mà M lớn của O2 tức là bằng 32. M lớn H2 chính là bằng 2 và 16. Mình phải nhân với 2 nữa. Thế thôi. Thế nếu tiếp này, thì khối hơi của CH4 chẳng hạn so với hydro C12 cộng H là 16 trên 2 thì bằng gì nhỉ? 8. Thế ý nghĩa của nó, ý nghĩa của cái tỉ khối này là như thế nào? Đây, ta có D của A trên B thì bằng M lớn của A trên M lớn của B. Vậy từ đó em suy ra tính được M lớn của A theo cái D và theo B không? Nhân thôi. Bằng D của A trên B nhân M lớn của gì đây? Của B. Đơn giản thế thôi. Bây giờ thầy ví dụ nhá. Ví dụ này, một khí X có tỉ khối so với hydro bằng 15 chẳng hạn. Vậy tính thầy M lớn của X bằng bao nhiêu? Lấy cái số 15 này nhân với M lớn của hydro thôi. Nhanh nào. Minh nào. 15 nhân với M lớn của H2 là 2 đúng không? Bằng gì nhỉ? 30. Đấy, quá đơn giản thế thôi. Đấy, này nói trước về tỉ khối hơi đã. Dễ không? Tiếp theo về M trung bình. Khối lượng mol trung bình. Ký hiệu là M trung bình em này. Đấy. Người ta ký hiệu là M lớn mà có gạch ngang trên đầu nghĩa là gì nhỉ? Trung bình. Gạch ngang đặt trên đầu nghĩa là trung bình. Nó đơn giản lắm em ạ. Nó giống như cách tính điểm của các em đấy. Thầy ví dụ cái tính điểm như thế này nhá. Tính điểm này, ví dụ điểm văn. Đấy, điểm toán, điểm hóa chẳng hạn. Văn là 8 đi, toán là 7 đi, hóa là 9 đi, như thế. Hệ số của nó, thằng này là hệ số. Nó có hệ số nhá, văn hệ số 3, toán hệ số 3, hóa hệ số 2 chẳng hạn. Phải điểm trung bình tính nào? Điểm, thầy đặt gạch ngang điểm trung bình tính nào? Lấy điểm nhân hệ số. 8 x 3 cộng 7 x với 3 cộng 9 x 2 và chia tất cả gì nhỉ? Tổng hệ số là 3 cộng 3 cộng 2. Bấm máy tính xem bằng bao nhiêu thầy cái nào. Cái này rất quan trọng đấy. Sau này các em sẽ gần rất dùng rất nhiều đến cái mở trung bình này. Mặc dù nó dễ. Bao nhiêu? 7,8. Bây giờ các em lấy 7,8 quan hệ gì với cái
Nhưng cái điểm này nó là trung bình, vậy thì nó lớn hơn số số điểm thấp nhất. Nó nhỏ hơn điểm gì nhỉ? Cao nhất, đúng rồi. Điểm trung bình. Điểm trung bình là lớn hơn 7 và nhỏ hơn 9. Mà điểm 7 chính là min, điểm 9 là max. Vậy thì các em đã hiểu ý nghĩa của cái trung bình chưa? Trung bình là luôn luôn đứng giữa cái nhỏ nhất và cái gì? Lớn nhất. Nó là con số đại diện cho tất cả các em ạ. Vậy thì khối lượng mol trung bình là như thế nào? Đấy, vậy thì đây là thầy ví dụ thôi nhá. Phải áp dụng vào cho khí. Áp dụng cho khí. Thầy có khí A. Khí A này. Đấy, có X mol. Khí B có Y mol. Từ đó suy ra M trung bình của nó giống hệt như cái tính điểm em ạ. Thì các em coi như cái X này là hệ số, Y cũng là gì nhỉ? Cái hệ số X là số mol, cũng là hệ số, Y là số mol, hệ số. Thì nó sẽ bằng M lớn của A nhân với gì? X cộng M lớn của B nhân gì? Y và trên tổng gì đây? X cộng Y. Đấy. Đây là hai khí. Đây có hai khí. Nếu mà tổng quát nhiều khí cũng thế các em ạ. Nhiều khí. Nhiều khí ta cũng như vậy thôi. Là ta có M trung bình bằng N1M1 cộng N2M2 cộng chấm 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 trên tổng gì nhỉ? N1 cộng N2 cộng chấm chấm. Còn rất nhiều thì cứ gộp nó vào thôi. Bây giờ đến vận dụng của cái này để tính thành phần hỗn hợp khí. Đây, vận dụng nha. Vận dụng để tính phần trăm V của mỗi khí. Hoặc phần trăm khối lượng cũng được. Vận dụng cái mà trung bình này để làm gì? Thầy ví dụ. Thì ví dụ đây, hỗn hợp, vừa đấy em đọc thầy nào, hỗn hợp có cái gì nè? Không, hỗn hợp hai khí cơ. H và CO à? H2 à? Và CO, đúng rồi. Thầy hỏi cái này, hỗn hợp X đi. Có, D của X so với gì? So với hydro bằng bao nhiêu? 3,6. Tính C à, tính phần trăm khối lượng à, mỗi khí, phần trăm thể tích hoặc là phần trăm khối lượng đều được nhá, đều được. Bài giải quá đơn giản thôi. Bây giờ các em phải tính thầy cái dựa cái này, ta có D của X trên H2. Mà đây là X không phải là một khí mà là hai khí. Thì mình thay cái M của X thì bằng M cái gì của nó nhỉ? M trung bình. Đấy. Nếu như mà X không phải là một khí mà là hỗn hợp khí, thì thay vì ta ghi là M của X thì thay phải gì? Dùng cái gì? M trung bình. Nếu mà có nhiều khí thì cái M của nó sẽ thay M trung bình. Trên M của H2 bằng 3,6. Vậy bạn nào tính thầy cái M trung bình của X bằng bao nhiêu nào? Mời Thái Sơn nào. 3,6 nhân với 2 đúng rồi bằng 7,2. Đó, như thế đã. Có dễ không? Đến đây có dễ hiểu không? Quá dễ đúng không? Thế bây giờ chúng ta khai triển công thức MX ra ta gọi nhá. Ta gọi này, khí H2 có X mol, khí CO có Y mol. Vậy từ đây suy ra M trung bình của X tính như nào? Áp dụng công thức là N1 nhân M1 cộng N2 nhân M2 trên tổng N thôi. Có ai xung phong không? Máy Việt nào? N của nó chính là X. X nhân với M lớn của H2 là gì? Là 2. Cộng với lại N thằng này là Y.
Nhân đến mặt lớn của nó 12 cộng 16 28. Ở trên tổng mon là gì? X cộng y. Và theo đề bài ở trên bằng bao nhiêu? 7,2, đúng rồi. Đấy. Thì đấy, đây là m trung bình từ công thức mà theo dữ kiện đề bài cho là 7,2. Mình cho khớp nó vào với nhau thôi. Có hiểu không? Đây là từ công thức tổng quát mình có công thức này, mà đây là cái đề bài nó cho. Mình tính ra được thì mình khớp nó vào với nhau. Xong chưa? Nốt này thì thầy cho các anh nghỉ. À, tiếp theo này. Tiếp theo là các em có thể chọn, có thể các em chọn x cộng y bằng một con số bất kỳ nào đấy, tức là tổng người ta yêu cầu tính tỷ lệ mà không có tính cụ thể là bao nhiêu gam, bao nhiêu mon cả, và các em có quyền chọn tổng của chúng bằng bất kỳ con số nào. Thông thường các em hay chọn x cộng y bằng mấy nhỉ? Một mon thôi. Bằng không không được. Nó không thì chả có cái gì, bất kỳ số nào 100 cũng được, bằng 10 cũng được, nhưng mà thông thường chọn 1. Ok, sau đó các em ta có hệ phương trình. Các em thấy x cộng y bằng 1 thì có cần phải viết cái mẫu nữa không? Vậy ta có 2x cộng với lại 28y bằng gì? 7,2. X cộng y bằng gì? Sau đó giải hệ. X bằng y bằng. Bấm máy giải hệ thầy xem. Không phải 8 và y bằng 0,2. Vậy từ đây em mới suy ra thầy phần trăm khối lượng của H2 thì bằng khối lượng của nó là 0,8 nhân với 2 trên tổng khối lượng là 0,8 nhân 2 cộng với 0,2 nhân mà lớn của thằng kia là 28 nhân 100 bằng. Sau đó phần trăm của CO thì em trừ đi thôi. À, cái này bấm máy tính nha, xem bao nhiêu. Cái này bao nhiêu? 22,2%. Đây là 100 trừ đi 78,8%. Đấy. Giờ thầy giao bài tập về nhà. Bài tập về nhà chính là làm nốt đề 2 nha. Bạn nào chưa xong thì làm nốt đề 2. Thế còn nào xong rồi thì các em làm đề 4. Bạn nào mà đã xong rồi thì làm thầy 20 câu đề cương. Cứ làm lần lượt nhá. Đây các em làm thầy cái này. Làm cho thầy cái này là 10.000 tiền thưởng. Thế còn nếu mà xong này thì làm 10.000 tiền thưởng nữa. Bạn nào chưa có thì đợi thầy in. Thế còn tiền cho các em ngày hôm nay